Campon, hệ thống cơm gà Hải Nam lớn nhất tại Hà Nội. Bạn đã thử chưa? Đeo bông tai và tai nghe cùng lúc giờ đã là sĩ vãng bởi công ty công nghệ Nova có trụ sở tại thành phố Munich của nước Đức vừa cho ra mắt sản phẩm tai nghe rất thời trang mà còn tiện dụng. Đó là những chiếc tai nghe không dây đầu tiên được tích hợp trong bông tai. Theo Nova, sản phẩm tai nghe mới gây ấn tượng với kiểu dáng sang trọng và viên ngọc trai sáng lấp lánh. Tai nghe được kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth. Nhờ đó người dùng có thể dễ dàng thực hiện các cuộc điện thoại hay thưởng thức âm nhạc. Khi sử dụng, người ta không đặt tai nghe vào ống tai mà gắn như bông tai dạng kẹp. Nhờ công nghệ định hướng sóng âm mà âm thanh được truyền đến tai người dùng chứ không phát ra bên ngoài. Tôi vừa thử dùng tai nghe, âm thanh được phát ra từ thiết bị này rất tuyệt vời. Không chỉ vậy, tai nghe còn có kiểu dáng rất thời trang, mang đến cho tôi cảm giác thoải mái khi sử dụng. Dù không gắn trong ống tai nhưng thiết bị không gây phiền đến những người xung quanh. Loại tai nghe này hiện đang được bán ở Anh và sẽ có tại nhiều quốc gia khác cũng trong tháng 1 này với hai phiên bản bằng vàng và bạc.